Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những thông tin nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Đến thời điểm hiện tại, bộ phim 1990, tác phẩm của đạo diễn Nhất Trung đang rơi vào ngõ cụt khi phải tạm hoãn vô thời hạn. Nguyên nhân xuất phát từ việc nội bộ xảy ra mâu thuẫn và loạt drama kéo theo sau đó. Không còn úp mở, phía sản xuất đã thừa nhận, nhã vừa chính là nhân vật bị tố chảnh chọe, không hợp tác. Từ mối quan hệ tốt đẹp, giờ đây hai bên đã như nước với lửa. Thậm chí, việc lôi nhau ra tòa là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Giới loạt bình luận cho rằng, Nhất Trung đang cố tình mượn thị phi để PR cho phim mới. Ngay lập tức, đạo diễn phủ nhận cáo buộc và khẳng định không muốn đi lên bằng chiêu trò hay scandal. Mới đây, khán giả bất ngờ chia sẻ lại dòng trạng thái của Ngọc Huyền, bà xã đạo diễn Triệu Đô. Không giấu được niềm bức xúc, người đẹp phẫn nộ, chỉ trích nhân vật làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Cô khẳng định nếu diễn viên này vẫn giữ thái độ ngôi sao thì sẽ không còn ai dám cộng tác nữa. Trước đó, Ngọc Huyền là người ra sức cắn ngắn Nhất Trung nhưng anh vẫn một mực chọn Nhã Phương là nữ chính. Dù không nêu đích danh nhưng phía dưới bình luận rất nhiều người đồng tình với quan điểm này và đồng loạt gọi tên Nhã Phương. Nguyên văn dòng chia sẻ của Ngọc Huyền như sau: "Tôi tức dùm chồng tôi á, lúc có kịch bản chồng tôi mời chị, tôi đã cắn ngắn rồi và có lời cảnh báo. Cuối cùng thì chị cũng đã chồng tôi một cái thật đau. Thương cho chồng tôi tốn bao công sức cho 1990, mất ăn mất ngủ. Nghĩ sao chị nỡ làm vậy, không PR cho phim, không hợp tác luôn. Chị ơi, làm diễn viên phải có tâm một tí chứ, đã nhận phim rồi thì phải hợp tác và làm đúng trách nhiệm. Chị cứ như vậy, bệnh ngôi sao hoài, em tin rằng sau này không ai dám mời chị làm phim nữa đâu." Trước Ngọc Huyền, đạo diễn Phương Điền và ekip phim song song cũng lên tiếng ngán ngẩm vì bị diễn viên này hành suốt một tháng. Đang nói, hơn 10 năm theo nghiệp diễn xuất, đây không phải lần đầu tiên bà xã Trường Giang bị truyền thông chỉ trích vì căn bệnh ngôi sao. Trong khi diễn My 9X và Ninh Dương Lan Ngọc hoàn thành tốt vai trò trong 1990, thì chỉ có nữ chính tuổi thanh xuân vướng vào ồn ào. Trước lùm xùm Nhã Phương bị đạo diễn Nhất Trung tố mắc bệnh ngôi sao, đơn vị quản lý nữ diễn viên này, trung tâm ngôi sao số E-Star, trực thuộc Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam VTV Cáp cũng lên tiếng. Đầu tiên, E-Star khẳng định họ là đơn vị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan tới công việc của nghệ sĩ, từ lịch trình, nội dung công việc đến quản trị mạng xã hội như fanpage, TikTok, Instagram. Nội dung chia sẻ của phía công ty như sau: "Về phía công ty, chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại và trao đổi với nhà sản xuất về các vấn đề liên quan để dự án có thể diễn ra tốt đẹp. Và đối với chúng tôi, công việc sẽ được trao đổi chính thức thông qua các hình thức thông thường giữa các đối tác với nhau như họp trực tiếp, trực tuyến, email, điện thoại và thậm chí là tin nhắn trực tiếp với nhau, chứ không thể và không nên dùng mạng xã hội để đưa ra những thông tin chưa đầy đủ và thậm chí thiếu thiện chí. Chúng tôi khẳng định là cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với đầu mối chính thức từ nhà sản xuất và vẫn luôn cố gắng sắp xếp tốt nhất mọi việc liên quan." Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.